Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện dài kỳ của buổi trưa hôm nay. Tiếp tục, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Tội ác quá khứ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vợ chồng ông Nhân căng thẳng ngồi trong phòng đợi. Ánh mắt của bà Nhân đau đớn nhìn vào cánh cửa trắng toát khép kín. Ở bên cạnh ông Nhân đang cố kìm nén sự sốt ruột bằng những cái mím môi và đôi chân không ngớt rung lên theo từng nhịp. Giờ phút này đây cuối cùng cũng tới, giây phút mà ông bà chờ đợi trong suốt 3 năm. 3 năm dài đằng đẵng đối với nhiều người nó chỉ là một cái chớp mắt, nhưng với vợ chồng ông Nhân đây là đong đếm từng ngày, nhẫn nại từng ngày trong lo âu và vô vọng. Nhưng mà trời không phụ lòng người, cuối cùng thì sự kiên trì chờ đợi và không ngừng cầu xin ơn trên ban phước đã được chứng minh. Ngày hôm nay là ngày mà ông bà Nhân chờ đợi. Nhìn nét mặt bồn chồn của cả hai vợ chồng ông Nhân, cô gái ngồi ở bàn trực ban khẽ mỉm cười. Hai bác cứ an tâm đi, chắc chắn là bác sĩ Lương mời hai bác đến đây là để thông báo tin vui. Ông Nhân gật đầu cố gượng cười đáp thay cho vợ. Không biết là vậy, nhưng 3 năm rồi cô hạ, và làm cha làm mẹ không muốn cũng sốt ruột không có được đâu cô. Người tiếp tân gật đầu bưng ra 2 ly nước trà đòn đà mời. Bây giờ y học cực kỳ phát triển, có những thứ bệnh ngày xưa không có chữa được hoặc phải can thiệp phẫu thuật, ra đây chỉ cần điều trị bằng thuốc đã khỏi rồi. Các bác cứ an tâm, tài nghề của bác sĩ Lương thì không ai phủ nhận, kết quả chắc chắn sẽ cực kỳ mỹ mãn. Tôi cũng chỉ mong muốn mọi thứ sẽ như cũ thôi. Ông Nhân giật mình sửa lại. Sao lại là như cũ? Bà quên bác sĩ dặn gì hả? Tuyệt đối không được nhắc đến ngày xưa, không được nhắc đến quá khứ. Bà Nhân nghe chồng nói thì bất giác thở dài. Người tiếp tân thấy vậy cũng đứng lên lùi ra sau quầy lễ tân, để hai vợ chồng ông Nhân ngồi trước phòng thờ. Để một lúc cánh cửa trắng toát kia bật mở, một người đàn ông mặc áo và đu trắng xuất hiện, dáng điệu đạo mạo, cặp kính trắng chịu xuống dưới mũi, khiến cho anh ta có vẻ già đi so với tuổi thật của mình. Vừa trông thấy ông bà Nhân, người đó đã lên tiếng một cách đầy thủ tục. Rất xin lỗi vì để ông bà chờ lâu. Ông Nhân liền xua tay. Không sao, chúng tôi đợi được, cho tôi biết bác sĩ cũng bận. Vì bác sĩ mỉm cười rồi đáp. Vâng ạ, nhưng mà bận gì thì bận, cô không thể bỏ qua ngày trọng đại hôm nay. Hai vợ chồng ông Nhân nhìn nhau hồi hộp. Đoạn bà Nhân hỏi. Vậy là chắc chắn con tôi sẽ được ra viện đúng không? Bác sĩ Lương gật đầu. Quá trình điều trị của bệnh nhân Linh đã hoàn tất, chúng tôi kiểm tra nhiều lần bằng các biện pháp khác nhau, kết quả là rất khả quan. Vợ chồng của ông Nhân vô thức nắm tay nhau, ánh mắt hân hoan ngập tràn hạnh phúc. Ngồi trước họ, bác sĩ Lương lại tiếp. Về cơ bản, chúng tôi sử dụng liệu pháp thôi miên can thiệp vào tiềm thức của người bệnh, nhằm giúp họ có thể không nhìn thấy những ký ức tiêu cực, hướng người bệnh đến những điều tốt đẹp hơn. Kết quả điều trị bằng phương pháp này tương đối khả quan, không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước có nền y học tiên tiến cũng đã có nhiều ca bệnh được điều trị bằng phương pháp này. Ông Nhân bất giác khẽ nói. Lạy trời lạy Phật, cuối cùng con tôi cũng bình an. Dạ vâng, về cơ bản thì Linh đã hoàn toàn khỏi bệnh. Có điều như tôi đã nói, việc thôi miên can thiệp vào tiềm thức giống như là một phủ tấm vải đen để che đi những ký ức không tốt. Giải thích về mặt vật lý thì những điều tồi tệ vẫn còn đó, không thể xóa đi được, nhưng mà người bệnh không còn trông thấy nó nữa. Để cho người bệnh hoàn toàn bình phục trở lại cuộc sống bình thường, tốt nhất là không được nhắc đến, hạn chế đề cập tới mức tối đa về những kỷ niệm, những cái chuyện đã trải qua. Ông bà hiểu ý chứ? Dạ, chúng tôi hiểu. Tôi đã chuyển sang căn nhà mới, những đồ đạc cũ chúng tôi đều bỏ đi, quần áo của cháu nó chúng tôi mua mới, đảm bảo mọi thứ đều mới hết cả. Ông bà chú đáo như vậy thì tôi an tâm rồi. Thôi không để cho ông bà chờ lâu, mời ông bà theo tôi. Hai vợ chồng ông Nhân một lần nữa hạnh phúc nhìn nhau. Bác sĩ dẫn họ vào buồng bệnh cuối dãy hành lang. Ở đó có mặt vài người hộ lý và y tá. Vừa trông thấy vợ chồng ông Nhân họ tản ra, để lại một người phụ nữ mặc áo bệnh nhân ngồi trên giường. Bác sĩ Lương tiến tới dịu dàng. Linh à, cô cảm thấy trong người thế nào? Tôi thấy ổn, rất thoải mái. Được vậy là tốt. Tôi có thể hỏi cô một điều không? Vâng ạ, bác sĩ hỏi đi. Cô có nhận ra hai người kia chứ?
Linh nhìn theo bác sĩ Lương, ông bà Nhân đứng đó run rẩy đưa mắt nhìn nhau. Giây phút quyết định việc Linh có thể đi hay ở, tiếp tục điều trị hay được về nhà chính là đây. Bà nằm chờ đợi dài đằng đẵng sắp được định đoạt. Linh chăm chú nhìn ông bà Nhân, đưa tay vô thức sờ vào cổ. Một lúc sau cô lắp bắp: Bố, bố mẹ. Cả căn phòng dường như lặng đi trong một chốc rồi đột ngột vỡ òa. Bà Nhân không kìm được vội lao tới, nức nở khóc ôm chầm lấy Linh. Ông Nhân thì bình tĩnh hơn nhưng cũng rưng rưng nước mắt. Ông đi tới bắt tay bác sĩ Lương run rẩy: Gia đình tôi chẳng biết làm gì để cảm ơn bác sĩ. Con bé nhà tôi có thể trở bệnh lại bình thường, câu là do... Không đợi cho ông Nhân nói hết, bác sĩ Lương liền tiếp: Là nhờ công lao của tất cả các y bác sĩ, cũng như sự cố gắng không mệt mỏi của chính bệnh nhân, cho một mình tôi không làm được gì. Ông Nhân gật đầu tiến lại phía của Linh bùi ngùi bảo: Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã 3 năm. Bố mẹ xin lỗi vì quá trình điều trị cho con không được phép có sự can thiệp của người nhà, nên bố mẹ không thể nào đến thăm con được. Bà Nhân cũng nức nở: Bố mẹ buồn lắm, nhưng không biết làm thế nào Linh ạ. Con nghe bác sĩ Lương nói rồi, không sao đâu, giờ cả nhà mình được đoàn tụ rồi. Đoàn Linh nhìn về bác sĩ rồi bảo: Cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi. Bác sĩ Lương xua tay lắc đầu: Tôi đã bảo rồi mà, đừng cảm ơn tôi mãi. Thôi, bây giờ tôi xin phép ra ngoài, mọi người cứ ở lại đây nhé. Nơi đoàn, bác sĩ Lương lùi ra đằng sau chậm chậm đóng cánh cửa buồng bệnh nhân, để ông bà Nhân và Linh tự nhiên nói chuyện và thu xếp dần đồ đạc của Linh để cô xuất viện. Trước khi hoàn tất thủ tục giao viện, bác sĩ Lương cẩn thận dặn dò: Hiện tại có thể nói cô Linh hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên như vợ chồng ông cũng biết, những người mắc bệnh tâm thần thì luôn luôn cần gìn giữ trạng thái tinh thần ổn định. Vì vậy mà nhất định ông bà phải nhắc nhở cô ấy uống thuốc hàng ngày theo đúng liệu trình chỉ định. Nếu tình trạng cô Linh có điều gì bất thường phải gọi tôi ngay. Dạ vâng thưa bác sĩ, việc này chúng tôi tuyệt đối không dám quên. Bác sĩ Lương gật đầu nhìn ba người dắt nhau ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Ngồi trên ô tô, Linh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ thật xa lạ đối với cô. Hay nói đúng hơn, những ký ức của cô về thành phố này không còn như trước. Trong đầu của Linh vẫn nhớ đến khu quảng trường, đến đài phun nước trước đây là một cột đồng hồ đặt giữa trung tâm của thành phố. Nhưng cô vẫn cảm thấy điều gì đó xa lạ và trống vắng. Cô xua đi những suy nghĩ đang vẩn vơ trong trí óc, Linh quay lại hỏi bố mẹ đang ngồi ở trước ghế: Hình như mình đang đi đường khác phải không ạ? Đúng rồi con, bố mẹ sẽ đưa con đến nhà mới của chúng ta. Nhà mới? Bố mẹ mua cả nhà mới à? Bà Nhân hơi lặng người nhìn sang chồng. Bố Linh thở dài nói thay cho vợ: Bác sĩ khuyên nên sắp xếp cho con một môi trường mới phù hợp hơn, để con thực sự quên đi mọi chuyện. Vì thế bố mẹ mới bán căn nhà cũ để chuyển qua đây sinh sống. Ở ngoại ô nhưng mà cũng không có tệ đâu con. Linh cố cười gượng. Bà năm qua cuộc sống trong trại tâm thần, xung quanh chỉ có những kẻ cười cười ngẩn ngơ, mọi thứ đều nhàm chán và nhạt nhẽo. Ngoại ô có tệ đến thế nào cũng làm sao sánh được với trại thương điên. Cô không muốn bố mẹ của mình mất hứng. Cô vợ tỏ ra háo hức hỏi về căn nhà mới, xây dựng ra sao, màu sắc thế nào. Suốt hành trình Linh không ngừng nói ra những câu hỏi. Thì con gái có vẻ hoạt bát nhanh nhẹn, ăn nói lưu loát gãy gọn. Ông bà Nhân mừng ra mặt, lâu lâu nhìn nhau rồi lại mỉm cười. Từ trung tâm thành phố về nhà mới mất chừng khoảng 30 phút đi xe. Khoảng cách này cũng không phải là xa, nhất là bây giờ đường xá vô cùng thuận tiện. Căn nhà mới này chỉ có 2 tầng, mái bằng, xây theo lối kiến trúc hiện đại. Có nhiều khoảng trống bỏ tường để thay bằng kính chịu lực, tận dụng tối đa ánh sáng và không gian, cho nên trở nên thoáng đãng. Từ cổng nhìn vào trong là một khoảng sân gạch rộng rãi và vuông vức. Ở bên phải đối diện cửa nhà còn có một hòn giả sơn rất lớn. Linh đoán đây là thiết kế của ông Nhân. Về khi còn ngồi trên xe, bố cô bí mật kể về thú chơi bonsai điều cảnh của ông. Ba người vừa xúc xuống xe thì từ trong nhà Linh nghe tiếng chó sủa lên. Cô ngạc nhiên dậm bước thì mẹ cô thở hắt ra với giọng bực bội: Ôi cái con chó này, bố mẹ định tặng cho con một món quà bất ngờ, thế mà bây giờ chẳng còn gì để bất ngờ nữa. Vừa nói bà Nhân vừa chỉ tay về góc nhà.
Ở đó có một con cún nhỏ lông xoăn tít như là lông cừu, đang nhà dành hướng về Linh mà sủa gầm gừ. Có thấy con vật nhỏ bé mà có vẻ hung hăng thì bật cười, giơ tay toàn sở lên người của nó làm thân. Bất chợt con chó bỗng rụt về đằng sau, lấy đà lao bộ về đằng trước như muốn táp vào mặt của Linh. Cô kinh hãi ngã ngồi xuống đất. Ông Nhân trông thấy cảnh tượng đấy giật mình lao đến nhấc bổng con cún đem vào trong chuồng. Đoàn ông quay lại trách vợ: "Bà đúng là, sao đi ra ngoài không nhốt nó vào chứ? Thì cũng phải thả nó ra để nó đi vệ sinh, nhốt mãi sao nó chịu được." Nghe mẹ nói như vậy, bất giác Linh tự nghĩ đến bản thân của mình mà quên luôn con cún kia. 3 năm qua cô bị giam lỏng trong một nhà thương điên, chẳng khác gì nhà một người tù, cũng không khác gì con cún kia cả. Linh thở dài cám cản, đưa mắt đích nhìn con chó như bày tỏ nỗi cảm thông. Hai vợ chồng ông Nhân cũng trông thấy, nhưng họ không mấy quan tâm, chỉ dục Linh: "Nào, ta vào nhà thưa con." Nói đoạn ông Nhân xách cho Linh chiếc túi vào nhà. Nội thất bên trong trang nhã, cho thấy gia chủ là một người cực kỳ tinh tế. Tầng 1 của căn nhà bố trí làm phòng khách nhà ăn, cùng khu bếp về công trình phụ. Trên tầng 2 có 3 phòng ngủ gần như kín mít. Nhà nằm trên một mảnh đất tương đối rộng, nên 3 phòng ngủ tầng 2 đều được bố trí cửa sổ và ban công thoáng đạt, nhìn ra mấy quả đồi trước mặt và một nông trường chăn nuôi bò sữa phía xa. Linh mang đồ đạc vào trong phòng. Căn phòng của cô rất rộng, hay nói đúng hơn thì phòng nào trong nhà này cũng vậy. Quỹ đất lớn lại thêm tiềm lực kinh tế vững vàng, ông bà Nhân phóng tay đầu tư hoàn toàn căn nhà mới, bố trí từ phòng khách cho đến vệ sinh, chỗ nào cũng khang trang sạch sẽ. Để cái vali kéo vào một góc nhà, Linh sung sướng nằm vật xuống giường. Cái nệm cao su đàn hồi như nhấn chìm cô xuống lớp ga thơm thoang thoảng, chẳng hẳn với cái ga giường cũ kỹ nồng nặc mùi ê te sát trùng trong trại tâm thần. Linh gối đầu lên chiếc gối lồng ngỗng, thở phào nhẹ nhõm. Cô hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm nhắc lại lời ám thị bác sĩ Lương từng dặn: "Phải quên đi tất cả, cô phải quên đi tất cả, hãy nghĩ đến tương lai và cuộc đời mới của mình." Câu nói đó gần như đã neo vào trí óc của Linh. Khi mỗi lần Linh mảy may có ý định lội ngược dòng tìm hiểu về quá khứ, thì câu nói đó văng vẳng lên trong đầu óc, đánh bay khỏi đầu của Linh mong muốn tìm hiểu về quá khứ của mình. Linh cứ như vậy lặp đi lặp lại lời ám thị kia, rồi chẳng biết tới lúc nào cô đã thiếp đi. Tiếng la hét thất thanh chợt vang lên từ trong căn phòng gần ngay ban công, đánh thức tất cả những người trong nhà dậy. Linh cuống cuồng ngồi dậy, mặt mày hốc hác và đôi mắt trũng sâu, khiến cô già đi trước tuổi. Vừa vội cái đồng hồ trên bàn, Linh chỉ mới thiếp đi được hơn nửa tiếng. Đợt tay lên chán lau đi những giọt mồ hôi chảy dài sang cả thái dương, Linh hãi hùng khi ngoài cửa phòng, cánh cửa còn đang đóng kín then cài, cũng chẳng có dấu hiệu gì của một người lạ vừa đột nhập. Cô đưa tay vuốt ngực như một cử chỉ để xoa yên mối bận tâm thường trực trong lòng. Nhưng bỗng nhiên cánh cửa phòng run lên, tay nắm cửa xoay lên xoay xuống. Linh giật mình chui tọt vào chăn, toàn thân run lên cầm cập như người nằm giữa khu đất thánh mênh mông. Đúng lúc ấy có tiếng người từ bên ngoài vọng tới: "Linh ơi, con sao vậy, mở cửa cho mẹ với." Cửa phòng vừa được mở ra, Linh ôm chầm lấy mẹ òa khóc. Bà Nhân trông thấy như vậy không khỏi sốt ruột, ôm chặt cô con gái vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng an ủi. Bà nhìn quanh quất trong phòng, mọi thứ đều rất bình thường. Ánh mắt nhìn Linh rồi lại trong đầu thoáng lên một nỗi nghi ngờ không che giấu. Lặng lẽ xoay lưng của con, bà Nhân không khỏi thở dài vì nghĩ đến chuyện Linh hoàn toàn chưa khỏi bệnh. Ông còn một lúc cho Linh thực sự trấn tĩnh, bà Nhân buông con đi trở về góc nhà bật điện. "Con có sao không? Con làm cho mẹ hít hồn đó, sao tự nhiên lại gào ầm lên như vậy?" Ông Nhân lúc này cũng đến nơi, quần ống thấp ống cao, tay vẫn còn cầm theo cả một chiếc bay. Hình như đằng dưới đất ở ngoài vườn thì ông nghe thấy tiếng Linh la hét. Đứng ngoài cửa phòng, ông lo lắng rồi hỏi: "Sao vậy? Hai mẹ con làm sao khóc ầm lên như vậy?" Linh vẫn còn đang ngồi úp mặt lên gối, nghe bố hỏi cô ngẩng đầu lên mếu máo trả lời: "Con vừa mơ, sợ lắm, toàn những thứ kinh dị." Bà Nhân đưa mắt nhìn chồng đầy lo lắng,
Đoạn bà ra hiệu trông vào hẳn trong phòng khép cửa lại. Sau đó bà lên tiếng bảo: không sao được con à, không có gì đâu, chỉ là nằm mơ mà. Ông Nhân cũng nói chim: bình tĩnh đi con, chắc vì con lâu mới đi đường dài mệt quá con mới mơ thế vậy thôi. Linh bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Cô nhìn bố mẹ hồi lâu, nước mắt lăn dài trên má. Hay là con lại bị điên? À, con đừng nói linh tinh, bố nói rồi, chắc là chỉ do con mệt quá thôi. Bà Nhân quay lại nhìn chồng như ý nhắc nhở ông đừng lớn tiếng. Bà đến bên đầu giường lấy ấm nước đun sôi để nguội rót cho con gái. Bà liền bảo: ông nhẹ nhàng với con thôi, cứ từ từ bình tĩnh, để tôi lấy cho con cốc nước, mặt mũi tái nhợt thế kia rồi. Bà lấy tay nhấc cái xiêu lên rót vào trong cốc nước, nhưng câu nói còn chưa kịp thốt lên, bà đã hoảng hốt buông rời cái xiêu nhôm xuống đất. Nước từ bên trong văng ra tung tóe khắp phòng, bắn cả lên giường và chăn chi dưới nền nhà. Bởi khi bà rót nước vào thì thứ dung dịch bên trong không phải nước mà là máu đỏ tươi, đã quánh như là máu người. Đã vậy lại còn bốc mùi tanh tươi khủng khiếp. Tiếng động vang lên quá lớn và sự sợ hãi của bà Nhân làm cho cả hai bố con giật mình. Lại kinh hãi co người vào một góc, ông Nhân nói như mắng: cái bà này, người gì mà cứ như con lật đật để cầm cái xiêu không được. Tôi tuột tay, ông chỉ được cái nóng này thôi. Bà nói như vậy nhưng rất nhanh liếc xuống nền nhà, nhưng chẳng thực sự là cái gì cả. Cái xiêu để nguội đương nhiên chỉ toàn nước, chứ không hề có thứ chất lỏng gớm ghiếc như vừa rồi. Bà đưa tay vuốt ngực tự nhủ lầm, có thể vì căn phòng quá tối là bị sự sợ sệt của con gái làm ảnh hưởng, cho nên bà nhìn gà hóa quốc. Bà dịu dàng ngồi xuống mép giường đưa cốc nước lên rót cho con. Linh run rẩy đón lấy cốc nước uống một hơi. Bà Nhân xoa nhẹ lên mái tóc dài của Linh như một cử chỉ an ủi. Bà lựa lời hỏi Linh bảo kể lại tất cả những gì cô mơ thấy. Con gặp ác mộng à? Con kể cho mẹ nghe coi. Linh lặng lẽ gật đầu, rồi bằng một giọng run rẩy như người trực khớp, cô từ từ thuật lại tất cả biến cố hãi hùng vừa diễn ra. Quả thật bây giờ khi ngồi đây, xung quanh cả bố mẹ và cô vẫn còn run lên. Cái cảm giác kinh dị còn đọng lại trong ánh mắt cô như nhân chứng của một trải nghiệm đến ghê sợ. Khi nãy lúc đang sâu giấc, Linh bỗng cảm thấy buồn buồn bên tai như có ai đó đang thở nhẹ. Lấy tay xua đi để cố ngủ tiếp, ấy vậy mà cảm giác đó vẫn khiến cô khó chịu. Được một lúc thì nó dừng lại, Linh an tâm định ngủ cho tròn giấc thì cô bỗng giật mình. Ngay dưới chân giường vừa có một tiếng kêu rất khẽ và tiếng chân bình bịch như có người đang vật lộn. Tiếng kêu ú ứ lên từ một bờ môi bị bóp chặt, không thể phát ra tròn vành rõ chữ. Âm thanh méo mó vặn vẹo. Tiếng kêu đi cùng với âm thanh vật lộn càng lớn, cứ uỳnh uỳnh ầm ầm. Nhưng đột nhiên tiếng ú ứ tắt đi, thay vào đó là một giọng rú thảm thiết kinh hoàng. Linh có giống người bò sát vào mép giường, miệng há lớn mắt mở to, hướng về đôi giường tuyệt nhiên chẳng có ai. Ấy vậy mà những chuỗi tiếng động kinh dị cứ phát ra, như là từ một thế giới song song vọng lại. Một lúc sau chuỗi tiếng động đó im đi, nhưng khi Linh đến hết can đảm định thò chân xuống giường thì một âm thanh quái đản như tiếng người ré bất ngờ vang vọng, chọc thẳng vào lỗ tai của cô rồi xoáy vào trong ốc. Tao ở dưới này, ta sẽ đợi mày. Linh giật mình kinh hãi mở tròn mắt dậy, kể cô biết mình nằm mơ. Một lúc sau thì bà Nhân gõ cửa xông vào. Nhưng điều kỳ quái từ đó mới tạm thời chấm dứt. Nghe hết câu chuyện, bà Nhân đưa mắt nhìn chồng, ánh mắt chứa đựng vẻ hồ nghi không thể che giấu. Ông Nhân cũng băn khoăn nhìn con của mình. Ông đã nghe hết câu chuyện, bà nãy ông cũng đưa mắt nhìn xuống cầm giường. Nhưng giường của Linh là kiểu giường mới, thành giường làm sát với mặt nền, bốn bề kín mít, nghĩa là không thể nào có chuyện ai đó chui được vào cầm giường. Còn những tiếng động kỳ lạ thì lại càng vô lý. Nhà ông nằm giữa bãi đất trống, chung quanh có nhà dân nhưng đều cách rất xa, không thể nào vọng tới được âm thanh kia. Càng nghĩ ông lại càng tỏ ra lo lắng, khuôn mặt của ông vốn đã nhăn nheo bây giờ lại càng in hẳn lên những nỗi suy tư không lời giải. Chợt nhân nhực nhớ ra điều gì, ông Nhân vỗ tay lên trán lắc đầu tự trách. Thôi rồi, tôi quên xử mất. Sao vậy ông quên gì? Tôi quên không dặn con nó uống thuốc. Bác sĩ Lượng dặn là mỗi ngày đều phải cho nó uống thuốc đúng giờ. Kệ ông này,
Thế mà ông cũng quên được, còn đứng đó làm gì? Là lấy thuốc đi ông. Ông Nhân luống cuống gãi đầu rồi vội vàng chạy xuống nhà dưới lấy thuốc mang lên. Ngồi trong phòng, bà Nhân ôm con gái nhẹ giọng xoa đầu. Không sao đâu con ạ. Đấy, từ giờ chủ động nhớ về uống thuốc đúng giờ, bố mẹ sẽ đặt báo thức để con không quên. Con nhớ rồi. Nhưng mà chẳng phải bác sĩ Lương còn bảo con đã khỏi bệnh, dùng thuốc làm gì? Mẹ cũng không biết, nhưng tốt nhất cứ làm theo lời bác sĩ dặn đi. Bác sĩ cũng nói bệnh của con phải điều trị kiên trì. Linh khẽ thở dài buông thõng hai vai, cứ muốn xuống giường nhưng bà Nhân đã ngăn lại. Con cần gì để mẹ lấy, con nằm đó đi. Con muốn xem tin tức. Ở nhà có tivi không mẹ? Điện thoại cũ của con đâu? Điện thoại và đồ vật cũ của con mẹ đều bỏ đi. Bác sĩ nói con phải quên đi tất cả chuyện cũ, bố mẹ không muốn giữ lại những thứ đó. Hơn nữa bây giờ ngoài kia toàn những tin tức tiêu cực. Mẹ không muốn con mới bình phục dán mắt vào điện thoại với tivi. Một thời gian nữa bố mẹ sẽ mua. Linh chán nản nằm vật ra giường, cô chẳng biết nói gì ngoài việc gật đầu chấp nhận sự bảo vệ gần như quá mức của bố mẹ. Dù gì thì họ cũng đã chờ cô đến 3 năm, họ dĩ nhiên không muốn phí hoài quãng thời gian nhọc nhằn ấy. Bà Nhân dường như hiểu được sự chán chường của con, bà lên tiếng bảo: chiều nay ngủ dậy bố mẹ đưa con lên trên thành phố nhé. Mẹ cũng chán ở nhà lắm, ra ngoài ăn buffet con nhé. Linh mỉm cười gật đầu. Cuối cùng thì cô cũng có dịp được tiếp xúc với thế giới văn minh thêm lần nữa. Nhà hàng bố mẹ đưa Linh tới là một nhà hàng buffet nổi tiếng trong thành phố. Lúc 3 người đến nơi, cả nhà hàng chật ních, chỉ còn vài bàn trống bên ngoài, nơi không hề có điều hòa nhiệt độ. Ông Nhân nhìn hàng đắt đông nghẹt người thì thở dài bảo: chán thật đấy, biết thế gọi điện đặt bàn trước. Ông có bao giờ nghe lời tôi đâu, đã bảo đặt bàn từ chiều cũng không nghe. Thì có ai nghĩ ngày thường nó lại đông khách vậy đâu. Linh đứng sau níu tay của bố rồi bảo: thôi bố ạ, mình ăn ở đây cũng được, cần gì phải đi đâu. Hôm nay trời cũng mát, ăn ở ngoài cũng được mà, cho đỡ khói, tội gì chui vào trong để người mùi nhau. Ông Nhân nhìn con gái rồi nhìn vợ như hỏi ý. Bà Nhân khẽ gật đầu: thôi thế cũng được, ngồi ngoài này cho mát. Em ơi, xếp cho chị một cái bàn ngoài trời. Vừa nói bà Nhân vừa tiến đến quầy lễ tân nói chuyện với người nhân viên. Ông Nhân và Linh theo chân một người khác ra ngoài bàn ngoài trời. Ngồi một lúc sau, Linh được bố mẹ dẫn ra khu vực để chọn thức ăn. Bà nằm sống trong trại tâm thần, đây là lần đầu tiên Linh được thưởng thức buffet. Trước đây cô cũng chỉ có thể nhìn thấy trên YouTube, chưa kịp thử thì đã bị tống vào trại tâm thần. Bà nằm trong ấy là 3 năm dài đằng đẵng. Sự bình yên trong ấy biến Linh thành một kẻ khờ khạo, dửng dưng với mọi thứ trên đời. Giờ đây thoát đường ra ngoài, Linh như đã chim sổ lồng, khao khát tìm hiểu những thứ sau 3 năm biệt giam. Muốn biết mọi thứ thay đổi như thế nào, nhưng cuối cùng lại cũng bị giam lòng trong chính căn nhà của mình. Nghĩ đến đó, Linh lại thoáng rùng mình. Căn nhà mới của cô không khiến cho cô cảm giác ấm cúng, mà trái lại ẩn chứa một gì đó dưới vẻ bề ngoài của nó. Là một bí mật, một thứ gì đó đang trú ngụ mà Linh chỉ cảm thấy, chứ chưa thể nào trông thấy. Bỗng loảng xoảng bên tai có ai đó vừa rời ý đánh rơi chiếc muỗng. Linh giật mình cũng ré lên một tiếng thất thanh. Bà Nhân vội vàng lao đến, ngơ ngác nhìn con, và cả đám đông cũng ngỡ ngàng hướng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía của Linh. Ông Nhân vội vã giơ tay xua miệng: con bé này có vậy cũng giật mình. Bà Nhân hỏi con gái: con bị giật mình sao? Không đâu mẹ, con bình thường thôi. Nụ cười gượng gạo trên gương mặt tái xanh của Linh không giấu được đôi mắt tinh tường của mẹ. Nhưng thấy con như vậy, bà cũng không căn vặn nữa. Đánh đặc hướng Linh sang những câu chuyện thường ngày. Cái muốn bị rơi ban nãy khiến cô quên luôn cảm giác kỳ dị khi nhớ về căn nhà mới, mau chóng cuốn vào câu chuyện của bà Nhân. Trở về nhà sau buổi tiệc với cái bụng căng đầy, Linh gần như quên hết mọi chuyện không vui. Thế nhưng mà vừa bước chân vào cái cửa thì cảm giác ghê sợ ấy lại ùa về, khiến cho Linh thấy rợn rợn ở sống lưng. Cô không dám nói với bố mẹ vì sợ họ cho rằng Linh đang phát bệnh. Trở lại chính là cô cũng tin như vậy. Linh lấy thức uống theo đồng hồ hẹn giờ, lên phòng cẩn thận kéo mấy hộp tủ từ dưới gầm giường để kiểm tra. Giường này là loại giường phức hợp thiết kế hiện đại,
để tối ưu hóa không gian, nên không thể có chuyện kẻ nào chui vào gầm giường được. Linh nhìn trong quanh phòng lần nữa, để những ngăn tủ vào trong trước khi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là giờ đây cô sẽ không còn cơ sở để lo sợ về cái gầm giường chết tiệt kia nữa. Linh quay lại nhà tắm đánh răng rửa mặt, vừa cúi xuống lấy chiếc cốc từ trong khay thì đột nhiên ánh đèn nhà tắm chợt vụt lên rồi vụt tắt, cả không gian bỗng chốc trở nên tối đen. Linh ngơ ngác nhìn bóng đèn treo trên tầng, rồi với tay gạt công tắc điện. Một tiếng tách khô khốc vang lên, cái bóng đèn lập tức chớp tắt rồi bắt đầu từ từ sáng trở lại, nhưng ánh sáng không được như lúc ban đầu. Nó cứ tù mù như là một bóng đèn yếu điện, khiến cả không gian trở nên mờ mực tối tăm đến mức dị thường. Linh đưa tay lên liên tục bật công tắc, nhưng cái đèn không sáng được. Căn phòng phút chốc trở nên điêu linh đầy quái dị. Bất giác Linh lặng người nhìn vào trong chiếc gương. Ánh sáng tù mù hình ảnh bên hiện lên khiến cho cô cực kỳ kinh hãi. Bởi sau lưng của Linh có một bóng người đen kịt, nó đứng cao hơn cô cả cái đầu, che đi ánh sáng của bóng đèn trần và khiến cho không gian chìm vào trong tối tăm. Linh hãi quá quay phắt lại, nhưng dĩ nhiên đằng sau cô chẳng có lấy một bóng người. Cô run sợ từ từ quay đầu nhìn vào chiếc tấm gương. Bóng đèn không còn nữa, hay nói đúng hơn, nó không còn đứng cạnh cô, mà bây giờ nó treo ngược lên trần nhà, lùng lẳng xoay hẳn đầu, gương mặt trắng dã nhìn chòng chọc về phía của Linh. Cô muốn hét lên nhưng âm thanh nghẹn đắng cứng nhắc trong cuống họng không bật được ra ngoài. Toàn thân của Linh buồn rùn, chân tay rụng rời không thể nào điều khiển được. Cô như một con rối gỗ đã bị đứt hết dây, cả người mềm nhũn, chân tay chạy mà đầu gối không đưa lên được. Trước mắt cô bóng đó liên tục bò lại gần, cả mặt trắng dã của nó cũng càng ngày càng áp sát vào mặt của cô. Bề tai của Linh chợt có tiếng gió rít gào giận dữ. Luồng hơi lạnh không biết từ đâu và vào sau gáy, làm cô cảm thấy rùng mình. Linh biết mình không mơ, cũng không phải là những ảo ảnh mà những bệnh nhân tâm thần mắc phải. Đây là sự thật, một sự thật kinh hoàng. Nó đang treo lủng lẳng trước mặt cô, cái đầu thòng lòng nối với thân mình bằng những sợi thịt bốc mùi tanh tưởi. Làm gì có giấc mơ nào sống động và kinh dị như vậy. Linh đăm đăm nhìn mình đối diện với tử thần mà trong đầu trống rỗng. Cô không còn nghĩ được gì ngoài nỗi kinh hoàng càng lúc càng dâng cao, như ngọn lửa bị hắt thêm dầu đang đốt cháy tất cả tư duy và lý trí còn sót lại. Bỗng kệ bóng ấy vươn tay rồi vồ Linh Linh, cảm giác bả vai của mình nặng trĩu. Trước mắt của cô trong tấm gương soi, cái bóng đang nhào xuống, và bên tai của Linh thình lình có một tiếng kêu: "Linh ơi, con sao thế này hả con?" Linh cảm thấy vai của mình bị ai đó giật mạnh mấy cái. Đến lúc này cô giật mình thét lên rồi ngã ngửa lại đằng sau. Đứng trước mặt cô bà nhân đang cực kỳ hoảng hốt. Sợ sợ hãi đến độ bần thần ấy làm bà quên cả việc đỡ Linh, chỉ trước mắt đứng nhìn con gái đang run lên cầm cập. Mà đến vài giây bà nhân chạy đến dìu Linh. Cô òa khóc. Ông nhân vì có việc đột xuất ra ngoài nên chỉ có hai mẹ con ở nhà. Bây giờ Linh nức nở bảo: "Mẹ ơi, không phải là con gặp ảo giác đâu, nó có thật đó, trông ghê lắm." "Được rồi, không sao, mẹ ở đây, con đã uống thuốc chưa?" "Con uống từ lúc ngồi trên xe, mẹ nghĩ bệnh của con tái phát à, con nói rồi không phải ảo giác đâu, là thật đấy." Bà nhân buồn rầu nhìn con gái của mình khóc rưng rức như một đứa trẻ, mà cố gắng lắm bà mới nén được tiếng thở dài. "Hay là mai mẹ đưa con ra viện nhé, để bác sĩ Linh kiểm tra một lần nữa." Mà nhắc đến viện, Linh đã cảm thấy rùng mình. Chẳng phải vì cô sợ những bệnh nhân tâm thần lên mồm gào thét, hay là sợ hồ lý mặt nạ như là chỉ cạy miệng chẳng hé răng. Linh sợ cái không khí u uất và mỏi mệt nhàm chán. Ngày chỉ có bác sĩ Lương là người duy nhất đến nói chuyện với cô. Linh thật lòng không bao giờ muốn về lại nơi ấy. Cô cũng muốn tự thôi miên chính mình để quên đi những tháng ngày đằng đẵng phải ở chung với những người mắc bệnh tâm thần. "Con không muốn vào viện đâu." "Nhưng không vào đó làm sao kiểm tra được?" "Có lẽ tại con chưa quen nhà. Ở trong viện dù gì cũng đông người hơn, chứ không ở đây khi ho cỏ gáy." Trần Linh sự nhớ ra điều gì, cô dừng lại trong thoáng chốc bần thần hỏi mẹ: "Mẹ này,
Cái nhà này là bố mẹ mua lại của ai hay xây mới? Sao con lại hỏi vậy? Con tò mò vậy thôi. Hay là tại cái nhà này có vấn đề? Con cứ cảm thấy cái nhà này nó sao ấy. Bà Nhân chấp miệng cau mày rồi khẽ gắt. Cái con bé này chỉ linh tinh. Nhà này là tâm huyết của bố con đấy. Ông ấy biết con nói như vậy cũng phiền lòng lắm. Linh im lặng, cô thấy mình nói như vậy là nghi ngờ quá đáng. Nhưng sự dây dứt không chiến thắng được nỗi lo âu. Lẩm bẩm, Linh liền nói nhỏ. Hay là tại mảnh đất này? Còn nói gì? Bà Nhân ngơ ngác khi nhìn thấy Linh lẩm bẩm một mình. Cô đưa tay lên lau nước mắt rồi lắc đầu. Không có gì đâu mẹ. Cả lại vừa tự ám thị, nhắc mình nên quên những chuyện này đi. Không hiểu bà Nhân có biết tự ám thị là gì không, nhưng thế còn nói như vậy, bà cũng lặng lẽ gật đầu. Từ tay lên xoàn lưng áo vẫn còn ướt lạnh mồ hôi của Linh rồi an ủi. Thôi quên đi con ạ, à. Đêm nay mẹ ngủ với con nhé. Linh khẽ đẩy mẹ ra. Cần không sao đâu, kiểu gì vẫn phải làm quen thôi. Mẹ đừng bao bọc quá, không sợ con hư sao? Bà Nhân thấy con đã biết đùa trở lại thì cũng vui trong lòng. Bà mắng yêu Linh. Thôi thế thì kệ chị nha, nửa đêm chị đừng có gào ầm lên nữa đấy. Linh mỉm cười gật đầu. Bà Nhân đứng lên ra khỏi phòng của con gái. Cậu bất giác nhìn theo bóng mẹ và chợt phát hiện cho bóng đèn trong nhà tắm đã sáng rõ như bình thường. Mọi thứ bên trong có gì đó. Còn bóng đen ma quái dĩ nhiên cũng không còn, như thể nó chưa từng xuất hiện vậy. Thế nhưng cảm giác ớn lạnh trên vai và rợn rợn sau gáy vẫn còn bám lấy Linh. Cả đêm hôm ấy Linh không tài nào ngủ được. Hay nói đúng hơn, những giấc ngủ của cô bị chăn ngang bởi những hình ảnh kinh dị hãi hùng. Những bóng người đen kỳ thoát ẩn thoát hiện. Khi thì đứng dưới chân giường, lúc thì lại trong nhà tắm. Nói chung những cơn ác mộng, lúc nào Linh cũng thấy bóng người lẩn quẩn chung quanh. Tồi tệ hơn nữa, thứ thuốc an thần mà Linh uống dường như không giúp cô chống chọi lại với những giấc mơ khủng bố. Không xoa dịu đi tâm hồn bất ổn trong cô mà càng khiến cho cô lún sâu vào cơn ác mộng, không thể nào tỉnh để thoát được ra. Mà đến khi trời tờ mờ sáng, thuốc dần mất tác dụng, Linh mới mệt mỏi bỏ dậy, đưa mắt nhìn chung quanh không gian u ám trên mảnh đất không sạch sẽ này. Hôm ấy dường như nhận ra được sự chán trường của con gái, bà Nhân cùng chồng đánh xe đưa Linh ra thành phố mua sửa chút quần áo. Hai vợ chồng ông Nhân trước đây đều làm công chức trong những công ty lớn ở trong thành phố. Bà Nhân là kế toán trưởng, còn ông Nhân là giám đốc kinh doanh. Vì vậy mà điều kiện sống của cả hai người vững vàng. Hai vợ chồng ông bà dường như lúc nào cũng có nhau, đi đâu cũng kè kè nhau. Trong những ký ức mơ hồ còn sót lại trong đầu của Linh, cô không thể nhớ được rằng trước khi bố mẹ cô có quấn quýt với nhau như thế không. Ngồi trên xe, ông Nhân thao thao bất tuyệt về những chỗ vui chơi trong thành phố. Bà nằm trôi đằng sau bức tường của trại thương niên, thành phố này gần như bị lãng quên trong sự tồn tại của Linh. Linh cảm thấy mình như một kẻ ngủ quên, như một người xa xứ lâu ngày trở về cố hương. Thoáng trong cô là một cảm giác tủi thân, như đứa trẻ con bị bạn bè bắt nạt, bị bỏ rơi. Nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng nguôi ngoai khi chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang. Bà Nhân mở cửa rồi gọi con. Con ơi, nhanh lên. Linh mở cửa xe bước xuống nhìn cửa hàng đồ hiệu lóa mắt. Bà Nhân kéo tay con gái rồi thủ thỉ. Đây là nhãn hiệu trước đây con thích mặc nhất đấy. Hai mẹ con dắt nhau vào trong. Ông Nhân thư thần đi theo, rồi ngồi vào hàng ghế chờ, chăm chú đọc tin tức trên điện thoại. Ông Nhân không biết mình đã đọc được bao nhiêu bản tin, chỉ thấy lúc ngẩng đầu lên hai mắt đã mở đi vì ánh sáng trên màn hình điện thoại mà hai mẹ con Linh vẫn chưa chọn đồ xong. Ông gái thở dài lắc đầu nhìn hai người nói chuyện. Này mẹ, có thấy cái này hợp với con đấy. Chất gì đây em? Dạ lụa tơ tằm chị hạ. Chị tinh mắt thật đó. Chọn đúng mẫu unlimited của nhà em đó. Bà Nhân bấy giờ liếc mắt nhìn ra vẻ sành sỏi. Tơ tằm thật không hay là tơ tằm nhân tạo hả? Tơ tằm nào mà sợ nóng tay thế? Dạ đảm bảo 100% tơ tằm nguyên chất tự nhiên. Chúng em còn có cả giấy đảm bảo từ cơ sở chăm sóc chị hạ. Bà Nhân gật gù hỏi người bán hàng. Bao nhiêu cái váy này? Rẻ lắm chị ơi, có hơn 1.000 thôi. Gì cơ? Sao lại đắt vậy? 1.000 đô?
Linh vừa nghe xong giật mình hỏi. Người bán hàng vui vẻ đáp. Tơ tằm thật cho nên có giá vậy đó. Em mặc lên người sẽ thấy chất lượng ngay. Tiền nào của nấy đắt sắt ra miếng em ạ. Bà Nhân cũng nói. Mẹ thấy con mặc đẹp lắm, con thích không? Linh gật đầu. Nhưng mà đắt quá mẹ. Bà Nhân mỉm cười quay sang bảo cô nhân viên. Gói cho chị nhé. Cô nhân viên lễ phép đưa ngay tay nhận lấy chiếc váy. Rồi chạy ra quầy lễ tân. Ông Nhân đứng lên chuẩn bị làm đúng phận sự của một người chồng. Nhà Linh thanh toán xong bước ra ngoài. Vô tình đụng trúng một người khách bộ hành. Đây là một nhân viên lao công đang khua chổi quét đường. Vô tình quay lưng lại đúng lúc mà Linh bước ra. Ông Nhân vội vàng đỡ người đó rồi lịch sự bảo. À chết, xin lỗi cô sao không? Người lao công lắc đầu nhau đôi mắt như thể đang mỉm cười sau lớp khẩu trang. Ngoài ra còn có vẻ bất ngờ vì không nghĩ rằng mình lại được người sang trọng kia xin lỗi. Ở một xã hội có phần thực dụng xem nặng thành tích bề ngoài, người ta ít đánh giá cao những người làm công việc dọn dẹp vệ sinh như cô. Ngước lên nhìn ba người vừa vô tình đụng chúng, chợt cô lao cầu ngỡ ngàng tròn xoe mắt, hướng nhìn về phía của Linh. Ơ, Duyên phải không? Vừa nói người lao công vừa kéo khẩu trang chễ xuống để lộ khuôn mặt già nua có phần khắc khổ. Linh nhìn người lao công ánh mắt ngơ ngác bần thần. Ông bà Nhân cũng ngạc nhiên nhìn con, không hiểu người kia là ai sao lại biết Linh nhà mình. Còn chưa ai kịp nói gì thì cô lao công đã lên tiếng. Cháu còn nhớ cô không? Cô Thu nấu bếp trong trại mồ côi đây. Nghe xong câu ấy, Linh chớp mắt điên hồi. Khóe mắt của cô giật giật, đôi đồng tử thình lình chạy ngược vào trong mí mắt. Toàn thân như là thể bị động run lên bần bật, khiến cả ba người còn lại kinh sợ hoảng hồn. Ông Nhân vội vã bế Linh vào trong xe. Bà Nhân quay phát lại nhìn người lao công bằng một ánh mắt oán trách. Và trong xe bà thấy chồng ấn vào miệng của Linh một viên thuốc rồi bóp mũi để cô nuốt xuống. Chừng nửa phút sau có tác dụng ngay. Linh đang mềm nhũn thiếp đi trên ghế. Một lần nữa Linh nằm mơ. Nhưng đây không phải là cơn ác mộng mà cô thường thấy. Không phải là cái bóng đen kinh hoàng ám ảnh mỗi lần Linh nhắm mắt. Khung cảnh trước mắt cô hoàn toàn yên bình. Đây là một mảnh đồi cao, dưới thung lũng ngập tràn những luống cải đang ra hoa vàng rực. Đám trẻ con đội nón lá và những người phụ nữ khoác áo trùng nâu đang tiêu tít cánh trên vai, những thùng nước tưới vào luống cải hai bên. Không gian ngầm tiếng cười đùa hạnh phúc. Trên đỉnh đồi Linh thấy trước mắt của mình là đám trẻ con, đứa nào nơi nấy đều gầy gò, quần áo rách vá. Nhưng ánh lên trong ánh mắt của chúng là một sự hân hoan, hạnh phúc, vô nghĩ, vô lo. Chúng đang xếp giải danh, chơi ô ăn quan hoặc gào lên đuổi bắt. Cảnh tượng vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc khiến Linh cứ chực nhớ, chực quên mà không thể nào nghĩ ra nổi mình đã thấy nó ở đâu. Chợt trước mắt cô cánh cổng gỗ cọt kẹt mở ra. Theo sau đó là một chiếc ô tô đen bóng lầm lũi tiến vào. Bóng có một bàn tay dịu dàng đặt lên vai của Linh và một dòng đàn bà trầm ấm nhưng hình như có pha nước mắt. Họ đến rồi. Bố mẹ con đến rồi Duyên ạ. Cô bất giác quay lại đứng nhìn sau lưng. Linh chỉ thấy một người phụ nữ hiền từ, đầu cạo nhẵn, ánh mắt ngần ngấn lệ. Phía sau người đó là một chiếc đỉnh đồng rất lớn. Bên tai của Linh vọng đến tiếng chuông ngân vang réo rắt. Đúng lúc đó Tế Linh tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn chung quanh, bàn tay chế với cô loạn trong không khí như để cố níu giấc mơ kia. Thế nhưng không được. Bên ngoài trời đã tối, cả không gian chìm trong một sự tĩnh mịch điêu linh. Linh đưa bàn tay lên xoa bên thái dương, đầu cô đau như bố bổ. Hai mắt cau lại cố hình dung những thứ trong giấc mộng. Tiếng chuông ngân cái đỉnh đồng, người đàn bà đầu chọc, những đứa trẻ con vào cánh đồng trồng rau cải. Linh cảm thấy người nôn nao, đầu óc quay cuồng. Cô bị làm sao thế này? Chẳng lẽ căn bệnh tâm thần lại một lần nữa tái phát? Linh không thể tin được, cô vẫn uống thuốc đều đặn. Nhưng điều gì đã xảy ra với cô thì Linh không thể nào biết được. Chẳng lẽ người ta xóa đi tất cả ký ức trong bộ nhớ, để rồi bây giờ Linh chỉ như một con người máy, có vỏ mà chẳng có hồn. Chợt Linh giật mình nhớ đến người lao công cho mẹ cô lỡ đụng phải. Người đó đã nói gì? Duyên, có phải Duyên không? Cháu còn nhớ cô không? Cô Thu nấu bếp trong trại mồ côi. Duyên là ai? Cô Thu nào? Có cái trại mồ côi nào nữa?
Linh đau đớn hai bên thái dương giật lên liên hồi. Cô cảm giác như là có một chiếc búa giã thật mạnh vào tai, để khiến cho Linh còn nghe được những âm thanh u u rùng rợn. Linh cố gắng chống lại cơn đau bằng cách xua đi những cái tên, những địa danh như hư như thực. Quả nhiên chỉ sau một lúc, Linh thấy mình dịu lại, toàn thân nhẹ bẫng. Cô thở hắt ra thả mình xuống đệm, cố gắng ngủ lại để cơn đau hoàn toàn lắng xuống. Thế nhưng nằm lăn lộn một hồi thật lâu, Linh vẫn không thể nào có thể chìm vào trong giấc ngủ. Cô cứ quằn quại hết bên nọ đến bên kia, toàn thân bứt rất khó chịu mà không thể nào lý giải được. Đang vật vã để cố dỗ mình đi vào giấc ngủ vì đôi mắt đã cay xè, nhức buốt đỏ lên. Thế nhưng đúng lúc ấy Linh bất chợt giật mình, bởi ngay trên bức tường trước mặt đối diện giường của cô có một người đang đứng im lìm nhìn cô chằm chằm. Cô hoảng sợ đưa tay lên ngực của mình, thầm trách sao bố mẹ đã vô ý treo lên một bức chân dung ngay đối diện chỗ nằm. Nghe là như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu đến mức bất an vì tấm ảnh kia. Linh bắt đầu thấy có điều gì không đúng, nỗi sợ nhanh chóng tràn lên lấn át để lý trí. Linh xoay người, toàn thân co rúm lại, cô kéo chăn che kín cả đầu. Những cái tư thế đó chỉ vài phút đã làm cho Linh mỏi nhừ, và không khí trong chăn thì vô cùng ngột ngạt. Nỗi sợ vô hình vẫn còn đó nhưng lẩn khuất trong tâm trí là một sự tò mò xen lẫn đầy khó chịu. Cô từ từ kéo chân xuống rồi hé mắt nhìn. Thế rồi một lần nữa cô tái mắt kinh hồn, toàn thân đột nhiên lạnh ngắt. Miệng cô há lớn đôi mắt trừng trừng vì bức chân dung trên tường đã biến mất. Linh run rẩy rút ra chiếc gối dưới đèn pin nhỏ mà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cô, vì họ nói ở đây là vùng ngoại ô rất hay mất điện. Cô bấm đèn chiếu thẳng lên bức tường trước mặt, sự kinh hoàng xen lẫn ngạc nhiên nhanh chóng bùng lên, bởi đối diện với cô không phải là bức chân dung, đó là một khung cửa sổ vừa nãy có một kẻ lạ mặt lù đù đứng đó, nhưng bây giờ đã biến mất. Hóa ra chẳng biết từ bao giờ Linh đã nằm xoay ngược người đi mà không hề biết, cứ ngỡ mình đang nằm đối diện bức tường mà không nhận ra mình đang nằm hướng về phía cửa. Cứ bần thần dõi mắt nhìn vào trong bóng tối, kẻ đó không còn ở đây. Nhưng trong vô thức Linh vẫn nhận ra đó không phải là bóng đen kinh hoàng luôn túc trực trong mỗi giấc mơ, hình như là một con người thực sự. Linh nhìn thấy kẻ đó có đủ tứ chi đều không biến dị, gắn liền với cổ, nhưng hắn đứng trong bóng tối. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng, nhắc cho Linh nhớ rằng mảnh đất này thực sự bất thường. Cô vươn người về phía sau để bật đèn, nhưng mặt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ rằng nếu mình không để ý, bóng kia lại thình lình xuất hiện. Bàn tay chế với ấn vào công tắc điện, một tiếng tách khô khan, Linh thấy bóng đèn nháy lên một cái rồi sụp tắt. Như một cảm giác cực mạnh, Linh bỗng thấy gai người, toàn thân nổi đầy gai ốc. Cô run rẩy đưa mắt nhìn lên bóng đèn. Những bóng đèn led tròn gắn trên tường thạch cao không sáng ngành, cứ tù mù chớp tắt. Bên tai của Linh tiếng gió vi vút mấy giờ đã dừng lại. Ngoài cửa sổ đồi cây sau nhà không còn sao sắc, cả khung cảnh chỉ còn là một màu tím thẫm tĩnh mịch điêu linh. Giờ lúc ấy thì bất chợt Linh có cảm giác như vừa thứ gì đó lướt nhanh trên cổ. Bất giác Linh quay phát lại, tim cô trong một phút gần như tắc nghẹn, hơi thở ứ chặt trong lồng ngực. Mắt của Linh mở trừng trừng, bởi vì phía sau cô lúc này lại là cái bóng đen kia. Nó ngồi ngay sát cạnh bên Linh, vươn tay mù mịt ôm lấy người của cô. Đầu của nó đang dội vào cần cổ trắng ngần. Cảm giác ghê sợ khiến Linh rùng mình ghê tởm, nhưng chẳng hiểu sao cô không thể nào nhúc nhích. Cả người Linh như bị cái nệm lò xo từ từ hút chặt. Cái cảm giác bị giữ chặt chân tay không thể nào vùng vẫy khiến Linh cảm thấy quen thuộc vô cùng. Dường như trước đây cô đã có lần phải trải qua những điều hãi hùng và đáng sợ ấy. Chờ cái bóng ấy ngồi trên người của Linh, và từ phía dưới một thứ gì đó gấp gáp luồn vào ngay đùi. Đúng lúc đó Linh vùng dậy được, cô rú lên kinh hãi. Căn phòng lập tức bừng sáng. Linh ngơ ngác ngồi bật dậy. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, cả căn phòng trống vắng. Linh lò dò bước xuống giường đóng cửa sổ, tiếng gió lập tức im bặt, nhưng ngoài trời bao nhiêu lá cây đang rào sạc rì rào. Xa xa Linh thấy lập lòe hiện lên trong những lần chớp nhoáng nhịt giữa những tầng mây.
Cậu vươn tay kéo lại chiếc rèm ngủ rồi bước xuống nhà lấy nước uống. Nhưng mới đến cầu thang, Linh cựng lại vì nghe thấy tiếng bố mẹ đang vọng lên từ nhà bếp. Con đấy là ai, ông có biết không? Tiếng của ông Nhân đáp lại. Biết thì chó nào được mà biết, sao tự nhiên bà dẫn nó ra tận đấy mua đồ không biết? Bà Nhân bấy giờ khẽ gắt. Ông hỏi tôi biết hỏi ai, trùng hợp thôi, chắc gì con Linh đang nhận ra nó. Ông Nhân lại gằn giọng. Không biết, không biết mà nó lại giật đùng đùng lên như vậy. Người ta thôi miên nó để tạm quên đi thôi. Chỉ cần một nhân tố nào đó tình cờ trùng lập, y như rằng nó nhớ lại, bà hiểu không? Không gian chợt im lặng đi trong một thoáng chốc, trước khi có tiếng của bà Nhân âu lo. Thì bây giờ phải làm sao? Còn thế nào? Để nó ở nhà vẫn bất đắc dĩ mới đem ra ngoài thôi. Ngay đến đây Linh đất toàn lao ra để ba mặt một lời làm rõ trắng đen. Buộc ông bà Nhân phải nói rõ người lao công đó là ai. Thế nhưng mà cô chưa kịp bước xuống đã nghe thấy giọng bà Nhân khó nhọc. Nó vừa ra viện, chả lẽ mình lại giam lòng nó ở nhà? Cứ giữ nó ở nhà làm sao nó chịu được? Chẳng còn cách nào đâu, bệnh tình của nó như vậy, bây giờ mình phải giúp nó ổn định tinh thần cái đã. Cứ để nó ra ngoài rồi thì chẳng mấy chốc mình phải đưa nó vào viện đâu. Linh ngồi rồi lại rón rén trở về phòng. Cô đoán rằng bố mẹ cô đang muốn chủ động giải quyết vấn đề. Linh thích mình vừa trách oan bố mẹ, cô tự dằn vặt bản thân cho rằng mình đặc kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà quên đi sự hy sinh của bố mẹ. Ngồi trong phòng, Linh thở dài buồn bã. Trong cô lúc này khao khát tìm về bản ngã trong quá khứ liên tục trỗi dậy đặc quyền sống. Một mừng chống lại nó là nỗi day dứt và thương cảm dành cho bố mẹ cô đã phải chịu đựng quá nhiều. Nằm vật trên giường, Linh thở dài một tiếng. Cô chấp nhận ở lại đây làm theo lời của bố mẹ, chấp nhận đóng trọn vai của một đứa con hiếu thảo, một nữ tù nhân bị biệt giam trong chính ngôi nhà của mình. Những ngày sau, Linh sống theo đúng những gì bố mẹ cô yêu cầu, cả ngày chỉ loanh quanh trong khuôn viên kín đáo và bề thế sờ bột bức tường, hết giúp bà Nhân trồng rau, lại nhìn ra hòn non bộ để trước nhà ông bố. Cô cũng cố làm thân với con chó cún, thế nhưng không hiểu sao con vật cứ trông thấy cô ta lại sủa lên ầm ầm, cúp đuôi chạy mất như thể nó và cô là hai kẻ thù vậy, không thể sống chung trong hòa bình. 10 ngày tiếp theo đó, Linh vẫn phải chống chọi với những giấc mơ, những cơn ác mộng. Mặc dù cô đã uống thuốc an thần, nhưng hình như mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Cứ đêm về là những giấc mơ kia lại xuất hiện. Linh không muốn nhắm mắt, nhưng cô nhận ra những viên thuốc an thần lại nhấn chìm cô vào những cơn buồn ngủ. Để rồi rất nhanh sau đó, những giấc mơ ám ảnh lại hiện về. Cô đã định gọi điện cho bác sĩ Lương, nhưng cô không có điện thoại. Đã vậy, chính vì vị lương y mà cô thán phục không hề ỏ ê gọi điện hỏi han gì cả. Linh vẫn nghe những vị bác sĩ vô trách nhiệm đem con bỏ chợ, còn điều trị thì là còn bệnh nhân đã ra viện rồi thì người dưng nước lã. Cô chẳng thể nào ngờ được rằng bác sĩ Lương lại cùng là một người như vậy. Cho đến một ngày, lúc ấy đã xế chiều, ông Nhân loay hoay bên hòn non bộ. Linh đứng xem, phụ giúp ông vớt những mớ rong đang phủ mờ mặt nước. Đứng tỉa mấy khóm rong xêu, ông Nhân bây giờ vươn mình cho sống lưng kêu lên sụm sụp. Rồi đoạn ông bảo con gái: Linh ơi, vào nhà lấy cho bố cốc nước đi, già rồi chẳng làm gì nặng nhọc mà vẫn thấy mệt quá. Linh mỉm cười bỏ lại cái vợt xuống đất. Đoàn cô rửa tay rồi trở vào trong nhà. Đang định rót nước cho ông Nhân, chợt cô thấy điện thoại của ông Nhân đang đặt ở trên bàn kéo rung lên. Hình như là một dòng tin nhắn tới từ một đầu số không có trong danh bạ. Chào ông, tôi là bác sĩ Lương điều trị cho con gái của ông. Tình hình hiện tại của Linh như thế nào rồi? Sao không thấy gia đình liên hệ lại cho tôi? Tôi đã cố gắng liên hệ vào số điện thoại của ông, thế nhưng... Dòng tin nhắn chỉ kéo dài đến đó thì chấm dứt. Vì độ dài cho phép hiển thị, Linh ngỡ ngàng toàn thân như là sao động. Thế này là như thế nào? Cô tự hỏi trong đầu và cảm thấy mình lại vừa đối diện với một lời nói dối. Bởi vì cách đây vài hôm, khi nói với ông bà Nhân về những giấc mơ liên tục lặp lại,
Linh đã ngỏ ý muốn quay trở lại bệnh viện tái khám, nhưng ông bà Nhân đang gạt đi. Ông bảo có thể vì con chưa quen nhà thôi, bố cũng không muốn con trở lại đó. Bây giờ con đã bình phục rồi mà. Hơn nữa hôm trước bố có gọi điện vào để báo tin của con, mà cái lão bác sĩ Lương kia cũng thật là loại vô trách nhiệm. Nghe xong chỉ ậm ừ cúp máy vậy thôi, chẳng thèm nói lại gì cả. Đúng là cái loại lăng băm. Linh nghe như vậy thì tin như thế, nào ngờ hóa ra người chủ động cắt đứt liên lạc lại chính là gia đình của mình. Cô đưa mắt liếc nhìn rồi ấn mở khóa màn hình di động. Lập tức cả tin nhắn của ông Lương hiện ra. Chào ông, tôi là Lương, bác sĩ điều trị cho con gái của ông. Tình hình hiện tại của cô Linh thế nào? Sao không thấy gia đình thông báo lại cho tôi? Tôi đã cố gắng liên hệ vào số điện thoại của ông, thế nhưng đều là số máy không có thực. Tôi đã phải nhờ rất nhiều người quen hỏi số điện thoại này. Rất mong ông hồi đáp. Vì đang hơn nửa tháng này chúng tôi không được cập nhật tình hình sức khỏe của cô Linh. Mới đọc đến đó Linh đã rùng mình. Thế này là tại sao? Tại sao bố mẹ cô lại không cập nhật tình hình sức khỏe của cô cho đại bác sĩ? Họ muốn giấu giếm điều gì hay chỉ đơn giản là không muốn cô trở lại trại thương điên? Hàng loạt những câu hỏi hiện ra làm cho Linh thấy đầu của mình bắt đầu nhức buốt. Cô cảm thấy mình như một con ruồi vướng trong lưới nhện. Càng vùng vẫy thì lại càng dính vào những sợi tơ. Bộ vây quanh cô lúc này là mù mịt những điều thư hư thực thực mà cô chẳng thể nào lý giải được ngọn ngành. Chiếc điện thoại cầm trên tay bỗng kéo Linh trở về thực tại. Trước mắt cô là đầu số của bác sĩ Lương, đầu số điện thoại vừa mới nhắn tin ban nãy. Không chần chừ, Linh ấn nút nghe. Alo, ông Nhân à? Alo, không phải, là tôi, Linh đây. Ở đầu dây bên kia thì bác sĩ Lương vui vẻ. Cô Linh hả? Tình hình có sao rồi? Tôi nằm mơ. Tiếng của bác sĩ Linh bây giờ chuyển sang lo lắng. Cô nằm mơ, mơ thấy gì? Là những bóng đen, những bóng đen. Chúng đêm nào cũng hiện ra. Bác sĩ à, tôi sợ lắm. Tiếng của ông Lương như thể nghẹn đi qua đầu dây. Một lúc sau thì ông Lương lắp bắp. Vậy sao cô không kể cho tôi? Sao bố mẹ cô không báo cho tôi? Tôi đã tự gọi vào số điện thoại của bố mẹ cô, nhưng cả hai đều là số giả. Tôi không hiểu vì sao họ làm như vậy cả. Nhưng cô nên đến ngay bệnh viện, chúng tôi sẽ kiểm tra lại giúp cô. Linh nghẹn ngào nấc lên. Bác sĩ Lương lại càng lo lắng. Ông hỏi hiện tại cô đang ở đâu, tôi sẽ cho xe cấp cứu tới. Linh ú ớ. Câu hỏi của bác sĩ Lương làm dấy lên trong cô một nỗi sợ vô hình mà cho đến tận bây giờ cô mới chú ý. Đây là suốt từ ngày đón về đây, bố mẹ cô chưa bao giờ nói cho cô biết địa chỉ cụ thể căn nhà mà cô đang ở. Đường từ thành phố về đây cũng lắt léo loằng ngoằng. Linh không sao nhớ được. Cô run rẩy gần như bật khóc. Tôi không biết mình đang ở đâu. Ở đây có đồi núi có sông, nhưng còn địa chỉ thì tôi không biết. Ở đầu dưới bên kia vừa có tiếng của bác sĩ Lương buột miệng. Mẹ kiếp, thế này là thế nào? Linh cũng còn không giữ được bình tĩnh, cô bắt đầu khóc. Có lẽ cô cũng giống vị bác sĩ kia, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô không thể hiểu nổi vì sao ông bà Nhân cố tình giấu nhẹm tình hình sức khỏe của Linh. Trần đầu dưới bên kia, bác sĩ Lương lại lên tiếng hỏi tiếp. Họ có cho cô uống thuốc không? Bố mẹ cô có cho cô uống thuốc không? Có, ngày nào tôi cũng uống. Thuốc màu gì? Linh ngơ ngác không hiểu vì sao bác sĩ lại hỏi một câu như vậy. Thuốc màu trắng, tất cả đều là những viên thuốc màu trắng. Có tiếng rít lên trong điện thoại rồi bác sĩ Lương hét lên qua đầu dây. Mẹ kiếp, không phải. Thuốc của tôi đưa cho cô không có loại nào màu trắng. Đây là thuốc giả. Bố mẹ cô đưa cho cô uống thuốc giả. Linh chết sững người. Một lần nữa Linh thấy dưới chân của mình như vừa rung chuyển. Tất cả những chuyện này là sao? Linh như kẻ mộng du vật vờ giữa hai chiều hư thực, không thể biết đâu là thật, đâu là dối trá. Cô thấy căn nhà như chao đảo, toàn thân cô như chao đảo. Đôi chân cô không đứng vững, bàn tay run rẩy trong vô thức ấn cả vào phím loa ngoài, khiến âm thanh vang lên rõ một một. Chạy, chạy đi Linh, chạy đi. Tiếng bác sĩ Lương vang lên như thúc giục, nhưng Linh còn chưa kịp định thần ăn ngay một cái tát như trời giáng. Lập tức cô ngã vật ra sàn. Từ sau lưng bà Nhân không biết bao giờ đã xuất hiện, ánh mắt trợn trắng. Thấy cô ngã, bà Nhân thét lên một tiếng rồi lao lại. Còn đĩ này,
Chiếc điện thoại rơi xuống đất lăn ra một góc. Từ trong đầu dây tiếng ông Lương cất lên: Linh, cô có sao không? Dù bị bà Nhân túm tóc nhưng Linh vẫn chu chéo rằng ra, né vòng về chiếc điện thoại. Cứu tôi, mẹ tôi đánh tôi. Đó không phải là mẹ cô là chồng mồ côi, cô là Duyên, Vũ Thị Duyên. Trước mặt Linh, ông Nhân đập đến vỡ cái di động và Thuận đã sút thẳng vào mặt của cô. Trong vô thức lờ mờ hiện ra trước mặt cô cánh cổng gỗ siêu vẹo nằm trên một ngọn đồi. Xung quanh Linh là đám trẻ con nhếch nhác và rách rưới, nhưng ánh lên trong mắt chúng là sự hân hoan hạnh phúc. Chúng đang xếp giải danh chơi u ăn quan hoặc cáo lên đồi bắt. Lâu lâu có mấy đứa bé vẫy tay nhìn về Linh mỉm cười. Xa xa bên thung lũng lẫn giữa những dải xanh rực lên một màu hoa cải vàng vàng. Có những người phụ nữ khoác áo trùng nâu tưới nước và mấy đứa trẻ đội nón mê vui vẻ chạy theo. Khung cảnh thiếu thốn nghèo khổ nhưng hạnh phúc và bình yên. Trần trước mắt của cô, cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, theo đó là một chiếc ô tô đèn bóng lầm lũi tiến vào. Có một bàn tay dịu dàng đặt lên vai của Linh, nhưng giọng của một người đàn bà trầm ấm nhưng hình như có pha nước mắt. Họ đến rồi, bố mẹ con đến đón con rồi Duyên ạ. Cường ngước mắt lên, đứng sau lưng cô là một người phụ nữ mặc áo trùng nâu, khuôn mặt già nua nhưng hiền từ, khóe mắt chần chìm đang khẽ rịn ra những dòng nước mắt. Đứng cùng với người ấy còn có một người đàn bà đeo tạp dề, tay còn cầm hai cây đũa cả, cũng đang mếu máo nhìn về cô rồi tiếp tục: Đi đi Duyên, lâu lâu còn nhớ gọi điện về cho cô Thu Duyên nha. Kẻ phụ nữ chọc đầu lúng tuổi dường như không kìm được nước mắt vội vàng quay đi, đợt tay áo nâu sầm lên gạt lệ. Người đàn bà khoác tạp dề thì vẫn nấn ná đứng lại, được cây đũa cả lên vẫy vẫy như muốn chào cô. Xung quanh mình có thấy đám trẻ như đã ngừng chơi, hướng những cặp mắt to tròn như nửa ghen tị, nửa vui mừng về phía của cô. Có một đứa bé gái chạy đến gần cô, nhưng lại bị bọn trẻ lớn hơn giữ lại. Nó òa lên khóc: Duyên ơi, mày về với tớ nha, mày về với tớ nha, đừng đi Duyên ơi. Cô cũng thấy mặt của mình ươn ướt giống mũi chợt cay cay. Cô ngước lên, cánh cửa xe ô tô đã mở ra từ lúc nào. Bước xuống xe là một cặp vợ chồng mới chỉ thoáng qua đã biết là giàu có. Họ mặc những bộ đồ được cắt may lạ lượt, trên người ai cũng sực nước mũi nước hoa. Đi cùng họ còn có cả một đứa nhóc choai choai, mái tóc nhuộm nâu, quần áo mặc kiểu hip hop, khuôn mặt có phần kiêu kỳ chảnh chọe. Đó chính là ông Nhân, bà Nhân và người con trai ruột của họ, hắn tên là Đức. Hóa ra gia đình của ông bà Nhân từ lâu mong ước có được một con gái để gia đình có tẻ có nếp. Nhưng mặc dù đã bỏ ra rất nhiều tiền mà chưa không chịu lòng người. Dù can thiệp bằng y học hay mất công lên chùa cầu tự, hai người vẫn chẳng thể sinh ra được thêm đứa con nào. Không chịu thỏa hiệp với số phận, ông bà Nhân quyết định lên chùa xin một đứa con nuôi. Đứa con đó chính là Vũ Thị Duyên. Hay là sau này khi về nhà ông bà, họ đã đổi tên con bé thành Nguyễn Mỹ Kiều Linh. Linh về nhà làm con nuôi của ông bà Nhân khi cô mới chỉ là một đứa bé lên năm. Những ký ức về chạy trẻ mồ côi vô cùng mờ mịt. Ông bà Nhân muốn rũ bỏ hoàn toàn quá khứ rẻ rúng trước đây của cô, nên không hề giữ liên lạc với chạy trẻ mồ côi, cắt đứt hoàn toàn liên lạc và mang Linh về thành phố, sống trong một căn nhà khang trang biệt lập. Những rũ bỏ quá khứ là một chuyện còn có thể sống tốt hơn với cái lốt là con nuôi của một gia đình đại gia, thì đó lại là chuyện khác. Nhất là Linh không phải là đứa trẻ duy nhất trong nhà. Nguyễn Hoàng Nhân Đức rõ ràng đã phụ dẫy hoàn toàn kỳ vọng của cha mẹ khi trở thành một đứa bé ích kỷ không có nhân đức. Suy cho cùng thì đó không phải thuộc lỗi về nó. Sinh ra trong một gia đình giàu có, đang được hưởng trọn vẹn sự ưu ái vật chất đủ đầy và dĩ nhiên là tình cảm của cha mẹ, thì bỗng một ngày nó phải học cách săn sẻ mọi thứ cho một đứa trẻ chẳng hề có liên quan, chẳng có máu mủ ruột rà gì với nó. Dĩ nhiên điều đó thằng bé không vừa ý, lại thêm sự vô tình của người lớn khi luôn tỏ ra cưng chiều ưu ái đứa con hơn, gần như lơ là đến sự tồn tại của Đức. Sinh ra ở vạch đích, lớn lên trở thành cái rốn của vũ trụ, Đức không thể hài lòng và hòa hợp với con bé mồ côi. Vì vậy mà những năm tháng trưởng thành đã trở thành chuỗi ngày đẫm nước mắt với Linh. Đức không bộp chộm những đứa bé hay tị nạnh khác,
Nó vốn được ăn học đàng hoàng, lại có sẵn trong máu sự thông minh và lọc lõi di truyền từ bố mẹ. Nên trước mặt ông bà Nhân, thằng Đức luôn tỏ ra là một người anh biết chiều chuộng yêu thương em gái. Nhưng chỉ cần ông bà vắng nhà thì Đức sẽ chờ cờ, bày ra đồ cho hành hạ giày vò đứa trẻ mồ côi khốn khổ. Những sự ngược đãi kéo dài lên đến đỉnh điểm cho đến năm Đức 17 tuổi, còn Linh thì 12. Trong một lần dù bọn nhà giàu về nhà chơi khi ông bà Nhân đi vắng, Đức đã cùng bạn của mình bắt Đức em lột trần, cởi bỏ hoàn toàn quần áo để làm trò tiêu khiển cho những con thú mới lên cơn động dục. Không dừng lại ở đó, chúng còn dùng tàn thuốc que hương chọc vào đùi non, dùng sấp nến nóng chảy vào trụ kín. Đức còn dọa sẽ giết Linh nếu con bé dám tiết lộ điều này cho bố mẹ. Sự bạo hành vượt quá giới hạn cùng với nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần khiến cho đứa trẻ 12 không còn chịu được. Linh đã hóa điên. Ông bà Nhân biết chuyện khi những vết thương ở vùng kín chết bỏng ở đùi non đang mưng mủ và hoại tử. Linh khi đó chỉ còn là một cái xác không hồn. Đến lúc này ông bà Nhân tá hỏa đưa con nuôi vào viện. Với tiềm lực kinh tế và những mối quan hệ có sẵn, họ dễ dàng vượt mặt pháp luật và đội ngũ bác sĩ vốn luôn sợ thị phi và điều tiếng để đảm bảo có thể giữ được hai đứa con. Ông bà Nhân đã gửi Đức sang nước ngoài du học, còn Linh điều trị gần một năm trong trại tâm thần. Ở đó người ta dùng những liệu pháp thôi miên để Linh quên đi những vết thương tinh thần, còn những vết thương thể xác chỉ có thể lành lại sau những lần điều trị. Cậu bé xuất viện với một ký ức đầy lỗ hổng được chấp vá bằng những liệu pháp tâm thần, được cách ly hoàn toàn với tác nhân gây bệnh. Linh đã quên mất sự tồn tại có mặt của Đức. Ngoài ra để bền vào mối dây gắn kết, người ta khiến Linh nghĩ rằng ông bà Nhân chính là bố mẹ ruột của cô. Cứ như vậy cô bé trưởng thành, học lên phổ thông và đại học mà không hề biết rằng mình là nạn nhân của một thảm kịch kinh hoàng, sống với một bộ nhớ và một tâm thần không lành lặn. Ngoài việc vốn êm xuôi cho đến năm mà Linh 23 tuổi, cô tốt nghiệp đại học kỹ thuật, một gương mặt nữ hiếm hoi trong một ngôi trường vốn chỉ dành cho nam sinh. Gia đình điều kiện xinh đẹp tự tin là khao khát của bao nam sinh và các giảng viên trẻ tuổi trong trường. Cuộc đời của Linh mở rộng trước mắt, thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Trên cái ngày Linh nhận bằng tốt nghiệp thì Đức trở về. Hắn có mặt giảng đường cùng với ông bà Nhân mang hoa lên tặng em gái. Linh ngơ ngác không thể nhận ra kẻ đang hãm hại mình sau những tháng ngày bị thôi miên liên tục gần như tẩy não. Và chính Đức cũng không thể nhận ra con bé mồ côi bẩn thỉu ngày nào. Giờ đây Linh rút bỏ hoàn toàn vẻ nghèo khổ ban đầu, cũng không phải đứa bé ngây thơ và sợ sệt. Cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đầy tự tin và vô cùng quyến rũ. Mới nhìn thấy Linh, Đức đã thấy trong lòng dạo dực đầy khao khát tội lỗi và bệnh hoạn. Hắn được phép về đây khi ông bà Nhân đã tin chắc chắn rằng Linh hoàn toàn quên hẳn câu chuyện năm xưa. Đức về nhà với tư cách là người anh xa xứ, ông bà không mấy khi nhắc đến vì Đức không hợp tính với ông Nhân. Lý lẽ đã nhanh chóng thuyết phục được Linh. Cô ngay tỉnh không nhận ra ánh mắt hào hóng của Đức khi đứng bên cạnh Linh trên bục giảng, hít hà mùi nước hoa nhẹ nhẹ phả ra từ cơ thể thanh tân. Đức ở nước ngoài được bố mẹ chu cấp hoàn toàn, không bao giờ thiếu tiền ăn chơi. Nhưng hắn lại phát ngấy cái bọn gái ngoại lai, da trắng thì thực dụng, gái da màu thì lại quá to cao, con gái tàu thì để ý và thường xuyên làm cho Đức thấy bực mình. Hắn bỗng nhìn thèm khát một thứ gì đó thân quen gần gũi, hương đồng gió nổi hơn. Và con mồi xấu số đó lần này vẫn là Linh. Ngày đêm đầu tiên khi nhận bằng tốt nghiệp, Linh vì hạnh phúc mà uống hơi quá chén. Từ khi lớn lên đến giờ nhà chỉ có ba người, Linh cũng không có thói quen khóa cửa. Chẳng ngờ sự hớ hênh ấy đã trở thành cơ hội khiến con thú cuồng loạn kia một lần nữa được thỏa mãn cơn động kinh. Nhưng cả hắn và Linh đều không biết hành vi thú tính của Đức đã đánh thức ký ức đang ngủ say trong cô. Ký ức ngủ quên trỗi dậy như một cơn hồng thủy, lôi kéo cả sự phẫn nộ uất hận dồn nén trong tiềm thức. Để rồi giữa đêm hôm ấy, cái Đức còn đang say sưa với ham muốn của thể xác, thì hắn đã lãnh hàng chục mũi kéo trên lưng. Mọi chuyện kinh hoàng chẳng dừng lại tại đây mà còn trở nên khủng khiếp hơn khi Linh dùng kéo cắt phăng đi hạ bộ, mặc cho Đức kêu gào trong đau đớn. Khi đã không thể làm chủ được tâm thần, Linh chỉ còn mình chống chọi với một con quỷ dữ.
chỉ kéo oan nghiệt cắm sâu vào cuống họng của kẻ hung đồ dâm loạn, dạch một đường kéo dài xuống tận lồng ngực đầm đìa máu me, lôi ra ngoài cả trái tim ma quỷ đang đập vì kinh hãi. Linh sau khi giết người một lần nữa hóa điên. Sự kiện quá đối kinh hoàng, không ai có khả năng che đậy. Pháp luật và cơ quan điều tra về vào cuộc làm rõ trắng đen. Người ta kết luận Linh giết người, nhưng chính nạn nhân là kẻ có lỗi. Chưa kể trong quá trình giám định họ phát hiện Linh có tiền sử tâm thần, đã mất hoàn toàn năng lực hành vi, nghĩa là cô không thể điều khiển được bản thân khi có sự tác động tiêu cực từ bên ngoài. Người ta không bắt ra mà chỉ đưa Linh đi điều trị tâm thần. Dĩ nhiên kết luận của cơ quan chức năng không làm hài lòng hai vợ chồng ông Nhân. Một khi người ta đã cứu con mình thoát khỏi vòng lao lý một lần, họ không bao giờ nghĩ rằng con mình có tội. Tình yêu mù quáng ấy khiến họ đổ vấy bao nhiêu tội lỗi lên đầu cô gái trẻ, cho rằng cô là thứ quỷ tái sinh, là kẻ gieo rắc tai họa xuống gia đình của họ. Ném tiệp ảnh vào mặt của Linh, lão nhân cầm lên: "Mày nhìn đi, nhìn xem mày đã làm gì con tao." Linh sực tỉnh, đến bây giờ cô nhớ lại tất cả. Bản thân nhìn bức ảnh chụp chính mình và Đức trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, Linh kinh hãi lặng đi bật khóc. Trước khi nhắc lại chính những điều cô nói với cơ quan điều tra và điềm định mệnh từ 3 năm trước: "Không phải tại tôi, tại nó đang hành hạ tôi." Một nhân gắn lên đầy cay độc: "Mày đổ tội lỗi lên đầu con tao, con đĩ này. Gái không người chôn thì trai nào nào cấm cặp chứ. Là mày đã quyến rũ con tao, rồi cũng chính mày đã giết nó. Đức ơi là Đức, mẹ đâu có ngờ chứ. Sao mẹ lại dạy dột dắt con quỷ cái này về nhà, để rồi nuôi ong tay áo." Mồ gào lên như một người điên loạn. Tay mồ vẫn nắm bức ảnh của Đức chụp ấn nước ngoài. Bên cạnh đó lão nhân lạnh lùng lên tiếng: "Chúng tao đã đợi 3 năm, cho tao biết rồi mày sẽ được tự do. Còn con tao..." Lão lặng đi rồi lại tiếp: "Ta đã phải mất rất nhiều công sức để có thể qua mặt đám bác sĩ đón mày về. Chúng nó chẳng mày may nghi ngờ, tống được mày đi, cho nó mừng như vừa tống được một quả bom nổ chậm. Chỉ có thằng bác sĩ Lương kia là nhiều chuyện, nhưng mà không sao, cuối cùng tao vẫn thắng." Một nhân đứng bên cạnh chồng nghiến răng: "Chúng ta đã định để yên cho mày đến 2 hôm nữa. 2 hôm nữa chính ngày dỗ con của tao, cũng là ngày mà chúng tao khiến cho đời của mày sống không bằng chết. Nhưng chẳng ngờ mày phát hiện ra sớm. Thôi thì dỗ sớm cũng là dỗ, tên đây ta sẽ tới sống mày, để cúng cho vong linh của con tao. Không phải tôi không có tội. Ông bà hãy tha cho tôi, xin ông bà hãy đưa tôi vào viện. Tôi ở đó, tôi sẽ ở đó." "Ở đó hả? Mày nghĩ mày bình yên sống cả đời ở đó? Không, chúng ta đã dày công chuẩn bị. Chúng tao đã phải mang cả cái giường mà ngày xưa mày giết chết con tao về tận đây, để mày nằm, để hàng đêm mày sẽ phải nằm mơ thấy hình bóng của nó." Linh dùng mình, hóa ra là vậy. Thảo nào mà ngày đầu tiên vừa đây cô đã nằm mơ thấy những điều kỳ lạ. Hóa ra là vì chiếc giường quen thuộc kia đã đánh thức phần nào ký ức của cô, khiến cô luôn cảm thấy bất an và gặp phải những giấc mơ đáng sợ. Trước mặt Linh, lão nhân vừa rút ra từ một đống thuốc lá, hương nhang, nến rồi thắp lên từng thứ. Đến lúc này Linh nhận ra mình đang trần truồng, bị trói chặt trên chiếc ghế. Cô hiểu rằng hai vợ chồng lão chuẩn bị diễn lại hành động man dợ trước đây Đức và đám bạn khốn nạn của hắn từng làm. Linh vùng vẫy quấy đạp trong tuyệt vọng, nhưng chiếc ghế đã bị đóng đinh khoan chặt xuống nền nhà, còn Linh thì bị kẹt cứng trong những vòng dây xiết. Nỗi đau về thể xác chẳng đáng chi với nỗi đau của tinh thần khi một lần nữa cô phải chịu đựng trò nhục hình tàn khốc. Ký ức năm cô 12 tuổi bất chợt ùa về, khiến Linh khóc ré lên như một đứa trẻ. Khi những đầu tàn thuốc dí vào đùi non, từng giọt sắp nến thi nhau tòng tầm rơi vào yếu hiểm. Khi thấy Linh đã lả đi vì kiệt sức, một nhân chẳng biết lấy từ đâu ra một con kéo cũ, lấy đã hoen gì như đã chôn dưới đất lâu ngày. "Mày có nhận ra không? Cái kéo này vợ chồng ta phải nhờ rất nhiều người mới có thể lấy nó ra từ kho vật chứng. Mày đã dùng nó cắt cổ con tao, thiến sống con tao. Bây giờ ta sẽ dùng nó để mà vũ nhục mày, cho mày chịu đựng những gì con tao phải chịu." Cây kéo đưa lên lạnh lùng cắm vào bầu ngực của Linh, xuyệt một tiếng kinh dị, kèm theo đó là tiếng la thất thanh của cô gái trẻ. Một nhân cười lên một cách sung sướng.
đứng bên cạnh lão nhân cũng đã hóa rồ, cầm cả cây nến chọc thẳng vào cái miệng há ra vì đau đớn của Linh. Thế nhưng thình lình cánh cửa nhà đóng kín bỗng chốc bật tung cùng tiếng hô rõng rạc. Tất cả đứng yên, cảnh sát đây. Linh, cô có sao không? Trong ánh mắt đã đờ dại vì đau đớn, Linh chỉ còn trông thấy được khuôn mặt lo lắng của bác sĩ Lương cùng một vài bóng áo xanh xuất hiện trước khi bất tỉnh. Khi nào tôi đếm đến bà, cô mở mắt ra và lãng quên mọi thứ, cô đồng ý không? Vâng, tôi đồng ý. Vậy thì 1, 2, 3. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.